Huy, uh, xin chào cả nhà tại vì uh, đang làm cái máy cho đứa em cho nên mình uh, cũng dùng máy để mà mình uh, làm cái video <laughs> tại vì vô tình trong cái máy này cái motherboard của nó là một cái uh, thường người ta xài uh, sound card onboard là mấy cái realtek đó là đại đa số là của realtek hết nhưng mà cái motherboard này thì nó xài uh, của hãng creative creative uh, nó là cái recon đây mình có thể mở cho các bạn nhìn thấy recon 3D <laughs> 3D nếu mà ai đã xài qua ODG uh, mô, mấy cái model ODG á, thì cũng sẽ nhìn thấy hai cái thật sự nó giống như nhau nhưng mà nó không giống nhau một tí nào hết hai đời khác nhau đây là của ODG các bạn nhìn thấy không icon nó như nhau một cái là ODG và một cái Recon 3D trong cái 3D này các bạn cũng có những cái surround crystallizer là những cái mà để các bạn xem phim nghe nhạc chơi game ok nó có smart voice smart volume nó có nghĩa là mình mình đang nghe mà 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 có người nói chuyện hay là mình đụng tới cái microphone thì nó bắt đầu nó giảm nhọn lại ok nó có crossover là chống mấy cái tiếng ù tiếng rè này nọ có thể chỉnh tự động hết luôn um, đây là cái mà tại sao mà huy không bao giờ huy chia sẻ cho bà con những cái này là tại vì cái dòng này là dòng chơi game dòng để um, <laughs> xem phim, <laughs> okay chơi game thì thường thường người ta cũng chạy người ta cũng dùng microphone dùng headset giống như bây giờ huy đang dùng headset thì huy chia sẻ um, họ cũng dùng những cái đó, đó cho nên nó có cái là tại sao gọi là smart volume rồi uh, tại sao uh, xài dụng crystal clear uh, voice này nọ để uh, nghe cho nó rõ, nói cho nó trong. Chứ uh, chơi game bắn nhau mà effect uh, có chừng có chừng có chừng có chừng thì uh, cái đó là uh, mình nghĩ uh, chắc không ai không ai muốn xài đến đâu. Ok. Thì trong này dùng để nghe nhạc, để xem phim thì nọ nó cũng có equalizer và nó cũng có thể chọn uh, chọn dàn loa loa bao nhiêu. Để âm thanh thì bây giờ thì không nghe được là tại vì hiện tại bây giờ mình đang xài cái ODG để mà mình nói chuyện với các bạn Chứ thật sự mà nói nếu mà để nghe nhạc xem phim thì cái cái song này rất là sống động nha yeah. uh, Nó on board nhưng mà dĩ nhiên cũng có thể mua được trong trang Creative Mình không phải quảng cáo cho trang nào hết đó nhưng mà mình chỉ là tư vấn để cho các bạn nhìn thấy và các bạn biết được thôi Ok Ok, nó cũng có dòng mixer cũng có đường uh, digital out Ok. Uh, SPDIF có hết, mình có thể uh, xài uh, xài cái cái uh, front panel của nó. Ok. Speaker thì các bạn nhìn thấy thường là đeo tai nghe không à cho nên xài headphone hay là xài stereo. Còn nếu mà có dàn loa đàng hoàng thì cho nó ra 5.1 luôn. Ok, mà cũng có thể sửa chỉnh chọn làm sao mà nó cho cho nó chạy vòng cũng được. Quan trọng là do mình sắp xếp. nha. Yeah đó đây là cái uh, hai cái mà có thể dễ bị uh, lầm còn đây là cái audigy là mình đang xài tại vì trong máy hiện tại bây giờ mình đang thử ba cái son card chỉ có cái là nó không ra được hết chất lượng của nó cái này là mình dùng để nghe nhạc với lại chất lượng dts như các bạn đã nhìn thấy dts thì ở đây mỗi lần mà mình mở nhạc á, là mình để maximum hết tất cả mình để maximum <laughs> ok rồi mình chỉ cần set nó high fi thôi nhưng mà để mà nghe ra cái dạng nhạc mà original của nó gốc của nó DTS thực sự thì dĩ nhiên xài cái song cạnh này không có nghĩa là mình nghe MP3 hay là nghe, nghe mấy cái uh, WMA mà bình thường á là nó ra được cái Hi-Fi cái này mà nó yêu cầu mình phải nghe tệ nhất là web OK web hay là FLAC là lossless nhưng mà lossless cái cái FLAC nó có nghĩa là free lossless audio Codex nó chỉ là một cái codex để mà nghe cho giống lossless chứ nó không phải là lossless rồi nó cũng đã bị nén rồi um, nên xài wave tại nhất cũng phải là wave là cái cái original hoặc là như những cái dạng mà huy uh, bữa giờ huy cũng giải thích là cái dạng dts dts là cái âm thanh cuối cùng ở trong cine ở trong mấy rạp hát uh, mình đang nói rạp hát quốc tế nha chứ không phải là rạp hát ở Việt Nam hay là ở đâu đó rạp hát quốc tế um, thì nó ra âm thanh DTS Ok, nhưng mà muốn nghe được nó thì dĩ nhiên nó cái nhu cầu của nó là phải có cái tai nghe nó ra sao nữa chứ không phải là mình gắn vào cái đường headphone bình thường là nó ra nó ra y chang như vậy. Cái này thì được một cái là có 8 channel. Ok. 8 6 channel. Um, sound card thì mình cũng đã nhìn mình đã chia sẻ cho các bạn nhìn thấy rồi nha, yeah. nhưng mà hiện nó đang có problem với Windows 10 cho nên cũng hơi khó khăn tí. Um, mình sẽ thử Windows 11 trên cái máy khác để coi coi nó ra sao con uh, cái như mình hay chia sẻ là cái này mình đang xài Là cái mình đang nói chuyện với các bạn Nên là mình đang dùng âm thanh nói chuyện Hay là bây giờ mình chuyển qua âm thanh ca hát Thì mình có echo, có effect Âm thanh nói chuyện thì bắt đầu nó vang vang Nãy giờ mình để cho nó khô, để disable Để mà nói cho nó rõ Ok um, dĩ nhiên trong này là các bạn có thể chỉnh sửa theo ý muốn của mình nha theo ý muốn của mình là ví dụ như mình chọn một cái source mình đang dùng microphone nếu mà mình nói chuyện microphone bỏ rất là ít có 10 phần trăm echo thôi 20 phần trăm tiếng vang Bây giờ, bây giờ, nhiều, giờ, nhiều, bây giờ nhiều, nhiều echo nghe các bạn nhìn thấy nha Đó Thì uh, đó là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn nếu mà các bạn nhìn thấy không nên mua lầm những cái uh, thấy là creative thì thằng nào hãng nào nó cũng như nhau thấy sound blaster thì nghĩ nó cũng như nhau mua về gắn vô không được thì nó phí tiền hay là mất công phải đi đổi rồi chờ đợi với mình nó trả tiền trả hàng này nọ không biết hay là đổi hàng ok um, nó còn nhiều loại khác nữa nhưng mà thật sự mà nói để cho laptop thì uh, x5 go pro hay là x5 surround pro nhớ có chữ pro ở đằng sau nha còn x5 surround 5.1 hay là x5 go thì đó là không xài được nữa Windows update nó không nó update lên là nó khóa luôn nó không cho phép nữa. Còn những cái dòng khác THX này nọ mà những cái dòng khác nha thì không có xài được. Cũng giống như Omni cái dòng Omni đó để mình mình nói tới đâu mình chỉ chứ nhìn thấy tới đó. Omni Creative. Tại vì nếu mà nhìn hình á, nếu mà nhìn hình thì các bạn sẽ nhìn thấy đây. Um, nó sẽ để là cho musical thu âm thu hình. Nó sẽ để hết tất cả những cái đó nhưng mà thật sự mà nói chỉ cho những người mà chuyên môn một tí. Ok chỉ cho những người chuyên môn một tí. Đây là cái Crea, uh, creative sound to omni 5.1. Nha. Yeah. Cái này cũng không có effect như ý muốn, không có echo như ý muốn, không có delay hay là reverb như ý muốn mà là nó cũng có có một cái effect nho nhỏ, nhỏ để mà dân chơi nhạc, dân đánh đàn này nọ đánh đàn cho nó trong, hát cho nó hợp lý thôi. Nhưng mà cái này là đa số là cho nghệ sĩ, cho ca sĩ chứ không phải là cho một người uh, thích chơi karaoke, thích livestream, là thích ca hát. nhắc tới cái này thì mình uh, sẽ tìm cho các bạn luôn cái Creative Surround 5.1 Pro. Cái này thì đang đấu giá Để mình uh, tìm hình đàng hoàng đây Nó nhìn kiểu này Các bạn nên nhớ lúc mà tìm nó Tìm nó Ở trên đây phải để cái chữ SBX Hay là THX Có nghĩa là mình đọc tiếng Việt nha SBX hay là THX Thì các bạn mới xài được Ok Nó là cái dòng Pro Tại vì cái dòng mà bình thường Nó không có để chữ Pro kiểu này Thì các bạn không xài được nữa nha không xài được nữa cũng giống như cái dòng X5 Go với lại X5 Go Pro thì bây giờ mình đánh lên đây cho các bạn nhìn thấy X5 Go Pro là những cái này các bạn còn có tiếng vang để mà hát còn có một cái cái reverb thôi chứ cũng không có delay giống như cái hiện tại bây giờ mình đang xài ok đây là cái X5 Go nha đó thì các bạn ở đây nhìn thấy nha ok đó mình chia sẻ vậy là xong rồi để cho để mình post cái bài này lên uh, YouTube rồi uh, có có gì mới mẻ nữa mình sẽ chia sẻ tiếp. Mình uh, xin chào cả nhà, xin chào các bạn nha.